Xin chào các bạn, bé Tina hôm nay đã khỏe hơn được một chút. Sau một tuần lễ, Tây Ôn dùng khí công để chữa bệnh cho bé Tina. Bữa nay mắt của bé to hơn được một chút rồi. Tina ra đây con. Đem ra đây. Nhưng mà bé hơi ốm. Bởi vì bé bị té lậu, người của bé bị hao hụt sức khỏe nhiều quá. Tina, Tina khỏe không con? Đi ra đây. Các bạn thấy không, mắt của bé Tina đỡ hơn rồi nè. Tội nghiệp Tina quá. Ráng chịu khổ ở đây một chút xíu đi con. Để sửa nhà xong rồi cho con ra ngoài con chơi nha. Các bạn biết hồi sao không? Hồi sáng này bé Tina cắn một chú thợ xây dựng. Giờ tôi mới phát hiện ra nuôi sóc Bắc Mỹ có thể thay chó giữ nhà. Sóc Bắc Mỹ thật là thông minh, sóc Bắc Mỹ thật là dễ thương, sóc Bắc Mỹ thật là đáng yêu. Hồi sáng này tôi ôn phải tốn 100.000 tiền chữa trị cho bác thợ xây đó các bạn. Bởi vì bác thợ xây qua nhà xây nhà nè. Rồi Tina nó chạy lại nó cắn bác thợ xây nên mới nhốt nó vô chuồng lại. Chứ ở đây nó sướng lắm, nó được chạy đi chơi, nó hết nhảy xuống lầu rồi, nó hết bị té lầu rồi. Bởi vì nó không biết nên nó té lầu á. Còn bây giờ nó đã biết rồi nên nó không còn té lầu nữa. Nó rất sợ độ cao. Để tôi dùng khí công chữa bệnh cho con tiếp nha. Tina, chữa bệnh cho con. Nằm yên nha, nằm yên nè. Nằm yên nè. Đưa tay đây. Để tôi chữa bệnh cho con lẹ nha. Đáng lẽ khí công của Tây Ôn á là giúp cho Tây Ôn trẻ lâu á, nhưng mà Tây Ôn dùng khí công để chữa bệnh cho các loài vật nên Tây Ôn chắc không thể trẻ lâu được. Người cá sẽ bị giảm tuổi thọ. Nhưng không sao, lỡ rồi chơi tới luôn đi. Yên Tina. Ủa Tina không muốn Tây Ôn chữa bệnh cho Tina nữa hả? Chữa cho con mắt nó sáng lên. Trời, Tina nó khôn quá à. Nó biết tôi dùng khí công tôi sẽ bị yếu đi á. Hả? Tina ơi. Con mắt của con to được một chút xíu rồi. Không muốn tôi dùng khí công chữa bệnh cho con nữa hả? À, tôi có mua cái thuốc nhỏ dưỡng mắt cho con nè. Nhỏ dưỡng mắt video to không? Nhỏ cái này cho mắt của con sáng lên đó. Nó có nhiều vitamin ở trong này lắm á Tina. Không muốn thử ha? Không muốn thử là bỏ đi vậy đó các bạn. Nhỏ mắt đi. Này là thuốc nhỏ dưỡng mắt đó mà. Nó tốt cho mắt của con lắm. Trong này nó toàn là vitamin không à. Đưa con mắt con đây. Đưa con mắt đang đây. Rồi, ngoan. Bình tĩnh. Tion vừa mới nhổ mắt cho bé Tina xong rồi. Tina ngoan nghe chưa? Muốn là quậy nghe chưa? Chắc các bạn xem video trước cũng biết sóc Bắc Mỹ Tina sống ở trên sân thượng. Trong lúc vui chơi bị té giếng trời rớt xuống dưới đất. May nhờ tấm tôn ở lầu 1 vớt lại. Nên không chết mà chỉ bị bầm máu trong não, hư hết một bên mắt. Với lại chú sóc này cũng không phải của Tion, nuôi giùm người bạn đi Nhật. Tion dự định tình trạng này chỉ sống được 6 tháng. Vì nếu máu bầm trong não không tan, nó sẽ bị biến chứng thành sốt huyết não. Tina bây giờ vui vẻ được ngày nào hay ngày đó. Nó thì lúc nào cũng muốn gặp lại chủ nhân của mình. Gặp Tion thì cứ toe toét cười như không có chuyện gì. Lâu lâu nó ức chế nhớ chủ nhân lại tự vặt lông của mình, thấy thương lắm. Nên tôi quyết định dùng khí công
để kéo dài thọ mạng cho nó, hy sinh năng lượng sống để giúp nó. Chứ tôi đang cần rất nhiều năng lượng để cho các hoạt động bảo vệ môi trường của tôi trên thế giới trong tương lai. Nhưng vì Tina chơi luôn, cả tuần nay tôi phải vận khí liên tục để làm tan máu bầm trong não của nó, giúp con mắt nó càng sáng hơn được chút đỉnh. Nhưng bữa nay tôi đuối quá, môi trường Việt Nam giờ ô nhiễm làm tôi không thể hấp thụ, rất khó luôn, hấp thụ năng lượng trong tự nhiên để gia tăng sức khỏe. Rồi trong lúc vận khí quá sức bị bể mạch máu trong lòng bàn tay luôn nè, các bạn thấy không? Bây giờ thấy Tiun trẻ trung vậy đó, nhưng mà gần đây là cái mặt nó hơi bị già lại, bởi vì tốn quá nhiều năng lượng sống. Có thể Tiun chết lúc nào cũng không biết, vì từ khi làm chủ được thân thể của mình, Tiun có thể vận chuyển năng lượng sống đi bất cứ nơi nào tùy thích, làm hao phí rất nhiều sức khỏe, còn hơn mấy chuyện nam nữ lãng phí năng lượng sống của mình để phục vụ cho việc sinh sản. Hôm nay mạch máu trong lòng bàn tay của Tiun cũng vỡ, không thể tiếp tục vận khí để cứu con sóc Bắc Mỹ này. Chắc là ý trời rồi. Hy vọng máu bầm mau tan đi cho con mắt nó sáng lên lại. Chứ mà càng quấn cục tụ lại trong não như thế này thì thôi Tina ơi, chia tay sớm bớt đau khổ nha con. Giờ để xem phần số của con thế nào, chứ bây giờ càng vận khí thì mạch máu của Tiun sẽ tiếp tục vỡ thôi. Không vỡ chỗ này thì vỡ chỗ khác, có khi nó nổ mạch máu trên não là Tiun bị khùng luôn, không thể hướng năng lượng tới nơi cần chữa trị được nữa, phải tĩnh dưỡng rất lâu. Mà Tiun gần đến thời gian để thi đua bơi lội ở Mỹ rồi. Thông cảm cho người cá nha Tina, cố gắng hết sức rồi. Còn các bạn có thương sóc Bắc Mỹ á, thấy Tina nó khổ như vậy á, đừng có hại loài sóc Bắc Mỹ nữa, nó khôn như con chó vậy đó. Nó thông minh lắm mà nó biết chủ, nó hơi biết hơi của mình hết trơn à. Ai mà thương quý nó là nó cảm nhận được. Làm thú nó cũng có thần thông là một dạng, mà con người xưa kia cũng có, nhưng mà không rèn luyện thân thể nên các bạn bị mất đi. Chứ làm người cá thì các bạn có rất nhiều cái khả năng như vậy, như khí công chẳng hạn.